Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông lốc và gió giật mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi cao hơn 350mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố xảy ra úng ngập, do vậy người dân không nên ra ngoài đường khi không cần thiết. Các quận nội thành và phần lớn các huyện ngoại thành có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây hư hại nhà cửa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và gió mạnh sẽ duy trì trong cả ngày hôm nay, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng chỉ khoảng từ 29 cho đến 30 độ, rồi sau đó giảm dần khi trời tối. Độ ẩm trong ngày từ 74 cho đến 90%. Do mưa lớn nên từ hôm nay đến ngày mùng 10 tháng 9, trên các sông ở khu vực Hà Nội xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5 cho đến 4 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống ở mức báo động cấp 1, sông Đáy ở mức báo động lũ cấp 2, cấp 3. Cùng với đó, các sông Bùi, sông Tích và sông Cà Lồ cũng ở mức báo động cấp 2, cấp 3. Kết hợp với lượng mưa lớn từ phía Hòa Bình đổ về, nguy cơ xuất hiện lũ dâng ngang ảnh hưởng đến các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa vừa và dông với nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa vừa và dông với nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hãy cùng chúng tôi liên tục cập nhật tình hình thời tiết trong các bản tin cập nhật bão của Đài Hà Nội và bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút hôm nay.